Vâng, xin chào các bác nhá. Vừa rồi thì em có test một cái đoạn bài hát Giận Mà Thương qua cái bộ com lê mà em đang set up cho một bác khách hàng nhá, với giá là 12 triệu. Trong cái cấu hình này thì em sử dụng một đôi loa JBL. Đôi này thì là có tép leo. Đôi này tép leo. Và con này thì hàng nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc nhá. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc Trung Quốc. Và sử dụng một con đẩy JBL ở model là DT6500. Con này cũng là hàng nhập khẩu Trung Quốc. Và con này có công suất là 650W một vế đủ. Và nguồn của nó là nguồn xuyến đồng. Con này thì có giá là 3,5 triệu. Và con loa kia em báo ra lại với các bác với giá là 6,5 triệu. Tổng combo loa và công suất là 10 triệu. Và thêm một chiếc vang cơ FX9 Plus. Đấy, hàng chính hãng của V Audio với giá là 1,850,000. Tổng cấu hình này là 11,850,000. Và em tặng dây dắt cho bác ấy nhá. Thì cái cấu hình này bên nhà em bán rất nhiều và hiện tại thì cũng đang là cấu hình bán chạy nhất. Và hiện tại số lượng cũng không còn nhiều. Đấy, thì hôm nay thì làm một clip để gửi nhanh cho bác khách hàng. Thì em có lên đây để quay lại video gửi bác khách hàng và cũng là gửi đến những người đang quan tâm các cái thiết bị âm thanh trong cái phân khúc khoảng hơn 10 triệu. Đấy, thì em sẽ review nhanh như vậy và sẽ test thêm một tí âm thanh. Như vậy thì với cấu hình này thì anh em mình hoàn toàn có thể nghe nhạc rất là trong trẻo và có thể hát karaoke